là phần thi khởi động. Với mong muốn sẽ có một phần thi khởi động sôi nổi hơn, công bằng hơn, thì chúng tôi năm nay sẽ có một luật chơi mới cho phần thi khởi động. Đó chính là phần thi này sẽ có 3 lượt thi 30 giây, 60 giây và phần thứ 3 có 90 giây. Và điều đặc biệt là tất cả các bạn thí sinh sẽ có quyền bấm chuông để trả lời ở mỗi lượt thi. Cơ hội của các bạn là ngang nhau. Bây giờ chúng ta hãy làm một cái động tác gì đó để thể hiện các bạn đã sẵn sàng được không? Sẵn sàng. Bây giờ sẽ là lượt thi đầu tiên, 30 giây. 3,14 là giá trị gần đúng của số nào? Số pi. Chính xác. Hiện tượng nào trái ngược với sự đông đặc? Vũ Anh. Sự nóng cháy. Chính xác. Đâu là dung môi hữu cơ benzen aceton toluen? Văn Sơn. Benzen. Tất cả là mới là câu trả lời chính xác. Các cơ quan ở đường dẫn khí và hai lá phổi phối hợp thành hệ gì ở người Khánh Tùng theo hô hấp? Chính xác. Vâng, và đó là những câu hỏi đầu tiên trong 30 giây của phần thi khởi động. Và người đang có điểm đó chính là bạn Vũ Anh và bạn Khánh Tùng. Chúc mừng hai bạn. Và chúng ta sẽ bước tới lượt chơi tiếp theo với 60 giây. Những từ lấy sau đâu là từ lấy toàn bộ, thăm thẳm, thong dong, lưu diêu, lao sao? Xin mời. Khánh Tùng. Tất cả. Thăm thẳm ạ. Mất lượt. Cổ loa Đông Anh Hà Nội còn giữ được một quần thể di tích lịch sử văn hóa lâu đời gắn với vị vua nào thời trước công nguyên? Xin mời. Bạn Nguyên Vũ. An Dương Vương ạ. Chính xác. Theo quy định trên bản đồ chống dịch Covid-19, khu vực ở mức bình thường mới được thể hiện bằng màu sắc nào? Nguyên Vũ. Xanh Dương ạ. Xanh. Mất lượt. VBA là giải chuyên nghiệp Việt Nam. Xin mời. Khánh Tùng. Bóng rổ. Đúng vậy. Hai con vật nào là nhân vật chính trong loạt phim hoạt hình Hãy Đợi Đấy? Xin mời. Nguyên Vũ. Sói và thỏ. Chính xác. Which sea is an inseparable part of Vietnam's territory? The Eastern Sea. Theo quan niệm dân gian, ai được coi là người đứng đầu thiên đình? Xin mời. Nguyên Vũ. Ngọc Hoàng ạ. Đúng vậy. Vâng, và chúng ta đã hết giờ với phần thi khởi động lượt 60 giây. Và người đang có điểm đó chính là bạn Đặng Lê Nguyên Vũ, bạn Vũ Anh và bạn Khánh Tùng. Bây giờ sẽ là lượt khởi động 90 giây của các bạn. Trong mặt phẳng có phép đối xứng trục biến một đường thẳng cho trước thành chính nó. Xin mời. Bạn Nguyên Vũ. Vô số. Chính xác. Là dụng cụ dùng để đo độ lớn của vận tốc. Xin mời. Khánh Tùng. Tốc kế. Chính xác, hoặc động hồ vận tốc. Các nguyên tử bền vững có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng? Xin mời. Nguyên Vũ. 8 ạ. Chính xác. Bộ phận có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục được ở hoa là? Xin mời. Nguyên Vũ. Nhị ạ. Chính xác. Con dế mèn là tên ban đầu của chuyện nào? Xin mời. Khánh Tùng. Dế mèn Phi Lưu Ký ạ. Bạn có thêm 10 điểm. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ mấy? Xin mời. Khánh Tùng. Lần thứ 3. Chính xác. Trên Biển Đông từ tháng 10 đến tháng 4, gió chủ yếu thổi theo hướng nào? Xin mời. Khánh Tùng. Đông Bắc. Chính xác. Tính từ thời điểm 31 tháng 8 năm 2021, Cristiano Ronaldo đã trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ bóng đá nào? Xin mời. Khánh Tùng. Manchester United ạ. Chính xác. Ai là tác giả của vở ba lê Hồ Thiên Nga? Xin mời. Nguyên Vũ. Tchaikovsky ạ. Chính xác. How many sides does a pentagon have? Bỏ qua. Tính đến tháng 8 năm 2021, quốc gia nào đã cung cấp nhiều vaccine chống Covid-19 nhất cho Việt Nam? Và đáp án là Hoa Kỳ. Như vậy là lượt thi 90 giây của phần thi khởi động đã trôi qua. Vâng, quả là một phần thi cực kỳ hào hứng nhưng mà cũng đầy cam go. Vạn sự khởi đầu nan. Vâng, và các bạn hãy tự tin lên bởi vì phía trước các bạn sẽ còn rất nhiều những câu hỏi với giá trị số điểm cao hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm mà các bạn có được sau phần thi đầu tiên. Văn Sơn sẽ cố gắng hơn nữa ở phần thi vượt chướng ngại vật. Đang có 10 điểm là Vũ Anh. Sở hữu 70 điểm là Nguyên Vũ. Và dẫn đầu với 80 điểm là Khánh Tùng.